Theo điều tra, ngồi lẫn với khách hàng trên xe có nhiều người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng trong các phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt. Họ được công ty Lộc Phúc thuê làm IC, gọi là chân gỗ, đưa tiền giả, làm người mua bất động sản, tiếp cận khách hàng để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dìu dỗ họ cùng giao dịch. Khi đến dự án do công ty Lộc IC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời, công ty cũng bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách, giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép đặt cọc và tác động tâm lý làm cho nạn nhân hoang mang. Không có sự lựa chọn nào khác, các IC cũng diễn vai góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng chiết khấu giảm. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc, thông thường khoảng 100 triệu đồng, IC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một ô tô 7 chỗ, đi cùng IC, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty tác động khách hàng, đặt thêm tiền cọc 60-70% giá trị giao dịch trên lô đất đó. Trường hợp khách hàng phát hiện lô đất giá cao hơn thực tế, yêu cầu trả lại cọc sẽ bị từ chối. Cơ quan điều tra xác định, khi khách hàng muốn được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu, mà là ở vị trí cách xa hàng chục km, giá trị thấp hơn rất nhiều. Nếu khách hàng khiếu nại tố cáo thì nhân viên giao dịch sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc. Trình báo với cơ quan điều tra, chị Mai, ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lên mạng tìm nhà có giá khoảng 1 tỷ đồng. Qua các trang quảng cáo, chị thấy căn nhà ở quận 7 có thiết kế đẹp, giá cả phù hợp nên đã liên hệ và gặp nhân viên tên Ly, đã gửi thêm nhiều hình ảnh căn nhà cho chị, hẹn hôm sau đến một địa điểm để đưa đi xem nhà, hứa công ty sẽ tặng quà dù chị có mua hay không. Tuy nhiên, đến hẹn, chị Mai được Ly đưa lên xe khách 52 chỗ đã có nhiều người phủ rèm kính xung quanh, nói qua quận 7 xem nhà. Ngồi rất lâu trên xe mà vẫn chưa đến nơi, chị Mai hỏi thì được các nhân viên công ty Lộc Phúc trên xe cho biết ngoài đường đang kẹt xe, do không nhìn thấy đường, rèm đã che hết kính. Đến khi xuống xe, người phụ nữ mới biết mình bị đưa đến huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, lừa vào một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện. Nghi bị lừa, tôi nói gia đình đang có việc gấp, kêu họ tranh thủ đưa tôi đi xem căn bên quận 7 chứ không muốn mua chỗ khác. Các nhân viên nói muốn xem căn đó phải đặt cọc giữ chỗ. Ngày hôm nay là con có một cái cặp vợ chồng rất là tiềm năng. Họ mới vừa bán nhà thôi. Họ muốn mua một cái căn nhà mới chứ họ không có muốn đầu tư vô đất. Đó, nhưng mà là con muốn, bây giờ con muốn nhờ cô làm sao để mà đẩy người ta qua mua đất, đầu tư vô đất. Người ta một phần là muốn mua nhưng một phần còn rất là gọi là hoang mang, nghi ngờ, không có chịu đầu tư vô. Nên bây giờ là con nhờ cô nói làm sao, cô đẩy làm sao để mà người ta qua, người ta tin tưởng để người ta đầu tư vô đất giúp con nha. Ừ, rồi ok, chị nói. Rồi, đi. Dạ, đi. Dạ, con chào cô, con chào chú, con chào anh. Thì hôm nay là mình đến với cái dự án tham quan đất ngày hôm nay. Thì cô chú có thể là chọn cho mình một con đất rất là đẹp. Đất của con ở đây á, nằm ở một vị trí khá là đẹp, mà công ty của con cũng khá là uy tín. Cho nên là cô chú cứ yên tâm mà chọn cái mẫu đất có thể đầu tư hoặc là có thể là sau này nó sinh lợi nhuận rất là hợp lý. Bây giờ em Thuận, có cô chú ở đây muốn tham gia cái mẫu đất bên đây, có nghĩa là em sẽ dẫn cô chú qua đây để mà coi cái mẫu đất bên đây nha. Hiện tại thì em cũng có cô cũng đang muốn mua. Vậy thì bây giờ hai cô chú đi cùng con, rồi có gì con giới thiệu thêm cho cô chú tham khảo ha. Rồi bây giờ em có thể là dẫn cô với lại cô chú này đi qua bên đó để tham khảo cái khu đất bên đây. Cái vị trí rất là đẹp mà có rất là nhiều cô chú chưa có biết ở bên đây ha. Dạ. Đi qua đó đi. Dạ rồi, bây dạ giờ dạ. Trước khi qua đó để cho cô tìm hiểu một cái, thấy thì giờ cái vị trí rất là đẹp rồi. Dạ. Thì nghe con nói đã phân lô rồi nhưng dạ. Mà đều có sổ riêng từng nền chưa? Dạ có sổ riêng từng nền. Bây giờ là hiện tại nếu mà cô chú ưng ý cái mẫu cái lô đất bên đây thì mình có thể đặt cọc trước là hoặc là 10 triệu hoặc là 20 triệu cũng được, tùy theo cô chú. Rồi sau đó nhân viên của chúng con sẽ dẫn cô chú về công ty để mà làm hợp đồng chỉnh chu. Rồi ví dụ như 10 ngày sau là tụi con sẽ lấy cái phần tiền còn lại, rồi cô có thể đặt cọc trước 50%. Lấy 50% còn 50% còn lại chúng con sẽ làm một cái hợp đồng để mà bàn giao khi có sổ. Cô cứ yên tâm đi, vị trí đây rất là đẹp và chúng con sẽ xây dựng một cái trường học rất là cơ ngơi, trường học quốc tế. Và bên đây chúng con sẽ xây dựng một cái trung tâm thương mại, dịch vụ đầy đủ tiện nghi để mình có thể thuận lợi trong việc việc làm đầu tư đất tại nơi đây. Dạ. Bên đây lâu bên. Thì nói chung là cô không nhìn đây là cô thấy có dân cư hiện hữu ở đây là cô dạ, thấy đúng rồi. Tại mua mà nếu hoang sơ quá thì cô cũng lo là chậm ra hàng. Tại vì cô đi đầu tư mà thì cô thấy vị trí này là rất là đẹp rồi. Dạ. Cô cái điều cô quan tâm nhất là phải có sổ
Dạ, dạ, dạ. Yên tâm đi, ở phải đây cũng có người làm. Sổ riêng từng nền, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Cô không có chịu sổ chờ nha. Ví dụ bây giờ muốn đóng bao nhiêu, 90% để lấy sổ, cô vẫn có tiền đóng liền. Dạ, cô ơi, con có ý kiến là cô. Tại vì bên con là ở đây là sổ riêng từng nền. Dạ, bây giờ cô chỉ đặt là, cô chỉ đặt cọc là 40%. Thì cô sẽ sở hữu một nền, mà trong đó cô có thể xây dựng, cô có thể bán, tùy cô. Nếu có sự thay đổi mà cô, thì bây giờ nếu mà cô bán không được thì cô gửi lại công ty chúng con. Dạ. Thì công ty chúng con sẽ là ra hàng cho cô trong vòng 3-6 tháng. Nhưng mà con nói cô nghe, con nói cho cô với chú rồi nghe. Thì bây giờ con nói cô chú nghe là nếu mà trong cái khoảng thời gian từ 3-6 tháng đó, đất thì lúc nào nó cũng tăng. Mà nó nếu mà tăng dậy thì cô sẽ chúng con sẽ ra hàng xong cô là cái phần lợi nhuận đó là cô chú đồ phụ nó phần lợi dạ dạ và cô cứ yên tâm, có địa chỉ cụ thể đàng hoàng thì con sẽ làm bây giờ liên lạc cho cô chú nếu mà cô thấy cái bán này rất là nhờ khách bên kia kìa em chạy qua kia dạ em đi nhanh dạ em chạy luôn dạ mua xong rồi chị cũng gửi cho nó bán còn có được không. Dạ đúng rồi. Dạ khu đất C đặt cọc 10 triệu. Con cô mua rất là nhiều rồi mà cô đầu tư rất là nhiều đó, cũng có rất là nhiều lợi nhuận từ các lô đất đó. Anh ơi, em có tắt khách đặt lô khu nào cho em? Dạ rồi. Dạ vậy con mời cô chú qua đây mình xem sơ ha. Anh ơi, đây. Dạ đây. Đồng em lấy chứng minh nhân dân của cô chú. Dạ đây con mời chú. Dạ rồi em đi. Dạ rồi đây khu đất B nha. Rồi. Đi theo em. Dạ đi theo. Dạ đây ạ. Dạ bên đây anh, bên đây. Chứ tất cả mọi người nha. Đây là một trong mình ở dưới kia anh. Dưới kia dạ khu dưới kia. Công ty Thành Lợi nè, có hưởng đâu rồi? Công ty này nè, có hưởng đâu rồi? Thành Lợi nè. Tại sao giấy tờ bất hợp lý của người đàn ông này có tối đây nào? Lợi, em quen. Có hưởng đâu rồi? Không có bình tĩnh gì hết trơn á. Tiền tôi đặt cọc mà lên giấy tờ không hợp lệ thì tôi phải lấy tiền lại thôi. Rồi sao? Công ty lừa đảo đúng không? Có được, tôi đưa tiền cho cô đó giấy tờ còn đây. Chị em nói chuyện đi mình nè. Cái gì cũng là có đầu có đuôi về nói chuyện. Chị trình bày cho chị em giấy tờ đâu? Em đâu có thấy giấy tờ gì đâu? Giấy tờ thì có chứ. Tôi đặt cọc là phải có giấy tờ. Không, không. Hậu muốn coi, mua cho hậu coi. Mọi người nghe, tôi nói với người nghe. Bình tĩnh vậy. Bây giờ con nói cô nghe là công ty của con là công ty lớn, không thể nào lừa đảo cô 50 triệu để là cái danh dự của công ty con lớn hơn cái số tiền của cô rất là nhiều. Biết rồi, bây giờ tôi thấy không hợp lệ, cho tôi gặp cô Thuận. Cô Thuận đâu rồi? Dạ, cô Thuận. Hả? Dạ, ở bên con là hình như là Thuận. Em sẽ tìm ra cái nguyên nhân để giải quyết cho chị. Đây, cô này. Thấy rồi, cô này đây. Chị, bình tĩnh. Cô nói đi, hai người, tôi đặt cọc cho cô đàng hoàng, giấy tờ có đàng hoàng. Cô muốn, cậu muốn gì, tôi đưa giấy tờ cho coi. Điện thoại không bắt máy, lên trận giấy tờ hợp lệ. Đây không có là cái gì hết trơn, lừa đảo rõ ràng luôn rồi. Tỉnh đi, bây giờ cô gọi điện, cái vấn đề con gọi điện á là con đang trong cái giờ làm việc, con không thể nghe máy. Đúng rồi cô. Không nói nhiều nữa. Rồi bây giờ, nhốt lại là trả tiền cho tôi thôi. Bây giờ lừa quá lừa lại mà không trả tiền hay sao? Em kia làm gì chứ? Mấy người có chân nha, mấy người nhớ đó, có chân tôi đến rồi nha. Chị đừng nói chuyện, bây giờ đến chơi, Thôi, bây giờ như vậy nè. Dạ. Chú cũng định đặt cọc theo cái quy định của công ty đó, nhưng mà bây giờ chú thấy cái sự việc có xảy ra như vậy rồi thì bây giờ tạm thời công ty giải quyết cái chuyện đó đi. Em xui xong rồi cái chú tiếp tục chú đặt cọc ha con á. Thằng ơi, bây giờ em giải thích cho cô chú hiểu đi, hồi nãy giờ như thế nào làm sao đó, chứ bây giờ tự nhiên cái cô đó đến làm sùm hết, phải mua đất của mình không? Em thấy cô đó không? Cô đó cổ mua đất bên con, cổ đặt cọc bên con, nhưng cái vấn đề của nó là tại sao tụi con không được. Nhiều lúc trong quá trình con đi làm như vậy, con nói chuyện thì tụi con trong quá trình làm gì tụi con không được nghe máy, nên thành ra nhiều lúc như vậy mà cổ cự của cô không nghe máy, chứ không phải là tụi con không giải quyết vấn đề đó. Nên cô chú yên tâm,
Rồi bây giờ hiện tại á, công ty rất là nhiều, công ty bất động sản còn nhiều sự cạnh tranh rất là nhiều. Cái chuyện mà đưa người khác vào để phá đám trong công ty khác, nó là chuyện bình thường. Và tụi con cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Nên cô chú cứ yên tâm, không lẽ tụi con chỉ vì một cái 50 triệu mà đánh giá để mất đi cái danh dự, cả cái uy tín của công ty sao được ạ? Cô cứ yên tâm nha cô. Dạ. Cô này cũng vậy nè, em cô này nãy giờ em đã nói với chị đây, cô chưa? Đây, cô này là khách hàng của con nè. Nhưng mà thôi đi kể nó đi, từ từ mua tiền nào mua cũng được mà đâu cần thiết phải gắt ngạnh ơi. Nhưng mà ý tôi á, tôi cũng muốn đặt mua một lô đất ở đây lắm. Dạ. Mà bây giờ thôi để cứ để từ từ để giải quyết cái việc này cho mấy em tôi đi đã. Rồi tôi sẽ trở lại công ty, trở lại đây để mà xem kỹ lại cái lô đất rồi tôi sẽ đặt cọc sau á. Cảm ơn cô chú đã nhiệt tình giúp đỡ cho tụi tôi á. Dạ mong cô chú sẽ quay trở lại với con sớm nha. Dạ, tôi cứ yên tâm nha. Dạ. Xin chào nha. Tôi cũng để lần sau tôi đặt cọc. Ok anh, dạ. Bây giờ cái cô đó em có quen hay không? Tại vì sao mà chẳng biết cái này. Ủa là ông sùm làm bây giờ khách hàng người ta bỏ đi nhiễm trơn rồi. Thôi bây giờ mình đi về công ty đi. Bây giờ về công ty để mình gặp nói chuyện, để nói chuyện với cô ấy đi. Chứ có phải là cô ấy mua đất bên mình hay không nha. Ok.